quanh co bên sườn núi Tứ Đại đều là đây. Nắng vàng rơi xuống núi xuống chiều ta đèo mây nghe lòng gió ghen đã viết công cha. Sâu hun hút con sông như đường tìm người treo trên cao tranh vênh vạch núi đẽo đá trên cao thành những con đường đưa ta về đây nơi địa đầu tổ quốc đưa ta về đây trên đỉnh Má rừng chiều nghiêng nghiêng nắng mây đang bay về đâu đèo trên khung sâu in hiền vạch núi đã sáng năm xưa giờ qua mây chiều cho ta hẹn nhau nơi con đường hạnh phúc cho ta chờ nhau trên đỉnh Má Pì Lèng. Xin chào tất cả các bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Xin chào ông Vĩ. Hiện tại bây giờ Hoàng Hiền đang ở nhà anh Đông Tí Hon. Đấy. Vừa xong các bác vừa xem cái video mà giữ mái nhà xong rồi. Bây giờ là tiến hành là giữ hết những cái xà này, này. Đấy. Bây giờ sẽ tiến hành bắn. Rồi. Đấy. Chú Tuyến thì vẫn đang hộ là sửa mái nhà bếp cho anh Đông Tí Hon. Đấy. Yeah. Quá. Cái búa chính là lên không kiếm được quay sát đâu. Đâu đinh ấy già. Họ hai đầu. Mục hết rồi, vỡ hết rồi nhỉ. Ấy. Ấy. Ấy, ấy. Rồi. Phật mặt đấy. Ok ok. Hey. Ừ.
Ui, trực tuyến này. Đấy. Dạ. Đó. Ơi. Ôi, quay ra gỗ quá. Ai, ông đây các bác ơi, con chào ông nhá. Chào. À đấy, ông bảo chào cháu ấy. Đây, Hà đang đẩy xe ông đi chơi đây. Đấy, ông ơi, nhà anh Đông đây giữa máy bắn đấy không ạ? À. Vâng, ông có vui cho anh Đông không? Vâng, ông vui lắm à? À. Cảm ơn. À vâng vâng, đấy, ông bảo cảm ơn các bác ạ. Tuyệt vời. Đấy. Ông ấy đã khỏe hơn chưa? Ông khỏe rồi à? Ông có bị đau ở người nữa không? À vẫn đau ở đây không? À đau ở dọc đùi xuống à? À vâng. À đau ở chỗ này à? À đau theo khuôn này xong nó giật giật. À vâng. Đấy. Vâng. À. Đau ở đây à ông? Đau ở đây nữa. Xuôi xuôi đến đây. Bên này ông có bị đau không? Bên này không bị đau à? À. Vâng. 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 Đấy. Ông này lên thăm quan nhà con trai ấy. Vâng. Tuyệt vời đấy. Đấy. Đấy, anh Đông đi hoan đây rồi. Sướng chưa? Ừ. Vui không? Vui. Vui lắm, cái ông bảo vui lắm ấy. Ừ. Nói chuyện với các bác đi. Chào bác ạ. Dạ, cho nên em vui quá. Dạ, cho bác ơi, giúp hộ cho em về thôi thì em không biết nói thế nào. Đấy. Thì là em xin cảm ơn cho bác, cho chị. Đấy. Nếu suy nghĩ của anh ngày hôm nay đi. Ngày nay anh có suy nghĩ gì? Anh à? Anh cảm thấy thế nào? Vui lắm. Hả? Sướng lắm. Thế à? Vui. Nói chuyện các bác ấy. Em vừa sướng nhưng vừa vui em chào bác ạ. Sướng lắm. Anh nói chuyện với bố đi. Cảm ơn. Hả? Cảm ơn các cô. À, ông bảo cảm ơn các bác các cô. Cảm ơn rồi. Đấy. Ông vui cho anh lắm đấy. Nay sáng sớm ông đã lên thăm nhà anh rồi đấy. Xem là anh được dỡ nhà rất là đẹp rồi, tuyệt vời rồi. Đấy. Các bác thấy hạnh phúc không? Tuyệt vời đấy. Một ngày đặc biệt đối với gia đình anh Đông Tí Hon. Em mới cảm cho bác một bài nha. À được. Cảm ơn nào nhớ không em. Đầy đúng mình. Đầy đêm mùa. Cảm ơn đó này em đã khổ. Còn không phân gì em đã khổ. Xin mời các bác em hát hết ạ. Vui quá anh Đông ạ. Em cũng như các bác xem video rất là vui cho anh ngày hôm nay. Em hát cho các bác bài nữa. À được. Được xin mời anh. Đi đổi hoa xinh mà đi đổi hoa xinh chín chiều hoa vào chiều. Vào chuyện này chưa em được hoa chim chế chiều hoa cháy nồng cháy chim thì em được hoa chim chỉ vào chuyện này chưa vào chuyện không đợi bài á xin mời cho bác em hát xong rồi hết rồi. Vui quá anh Đông ơi. Xin chào nha. Làm về sớm đi. Được đấy. Rồi, Hoàng Hiền lại ngồi định đây không? Đó. Đây, chú Vĩ này, chú Tân này, chú Khôi này.
chú Tuyến này. Đấy, vỡ hết rồi. Đấy, vỡ hết rồi. Đầu kia, đầu kia, đầu kia. Ôi dạ, ôi dỡ hết các bạn, dỡ hết cái một cây này, tre này, hai cái tre này, ba cây này, bốn cây này. Đấy, năm cây dỡ hết. Để lại cái kèo này với lại một cây gỗ này. Đấy, cái gỗ này với lại cây am long này. Đấy, cây gỗ này, nấu tre bên này cũng dỡ hết. Đấy, bên này thì sẽ là thay vào ba cái xà ở dưới cái một cái này, ở chỗ cây gỗ này một cái áp lên này, và trên cây áp nóc này có một cây. Đấy, cây dỡ ra thành cây sắt này. Đấy, như vậy bên này sẽ có tất cả là ba cái xà. Bên này thế, bên này cũng dỡ hết này, để lại cái này, sau đó có một cái cây áp nóc ở đây. Bên này có ba cái. Đấy, một cái ở đây, một cái ở đây, một cái ở chân chú Vĩ kia. Đấy, và ở phía hiên ở kia thì nó cũng có ba cây xà. Đấy, đây nối ở đây. Đấy, và tất cả những cái kèo này, năm cái kèo, một kèo, hai kèo, ba kèo, bốn kèo và năm kèo đây đều sẽ ép V vào hết, ép V vào hai bên. Đấy, để bắn để lấy cái sự nó bằng ấy, lấy mặt mặt bằng bắn các bạn. Đấy, chắc chắn cho nhà anh Đông tí hơn. Ra đấy, ra đấy. Rồi. Giận nó nhiều cây mục với chú Khôi ạ. Ừ. Chân đánh đàn. Vâng. Ấy dạ. Nhẹ nhẹ đấy nhá, đây đừng nó bành quá chứ gì cả. Thôi thôi thôi. Ấy dạ. Ôi, trời trong buồng kìa anh Vĩ ơi. Cây dưới cùng để dỡ sau nhá. Cây này dỡ sau. Dỡ lên đi. Dỡ sau, cứ để dỡ sau. Đây cho những cây trên. Kiểu vô cùng. Cùng này cùng cùng anh Vĩ sắc này. Cùng cùng sắc luôn. Bấm phát ăn luôn. Vâng. Im dị quá. Tìm lưỡi hơn là lưỡi búa. Mãi không được. Lưỡi trùng
Vâng. Không đúng đồ lẻ làm. Vâng. Bây giờ gần trưa nhưng mà vẫn mát các bạn. Thời tiết. Vâng. Ở nhà đông được mấy cây dây tre mất nắng. Vâng. Ở nhà bác này được mấy cây bưởi. Sai ghê. À bác Sơn. Milo. Milo. Ra đấy. Chú Tuyến vẫn đang trên mái kìa. Chú Tuyến ơi! Milo! Chắc chắn nhá. Ok ok. À, đây. Đấy. Chú Tân vẫn đang giúp anh Đông đi hon cậy hết những cái đấy ở trước đấy. Đây, nó mút mút xuống các bạn gỗ. Vâng, cậy hơi khó. Vâng. Đấy. Ấy chà. Ấy chà, ấy chà ơi. Cái quần này đúng anh đứng quen. Đừng vào đây. Đừng vào đây con. Hoàng Hiền này, xin chào các bác nhá. Thank you.
Được rồi chú ạ. Dài ấy. Ấy dạ. Ngớ bội. Yeah, chú Duyên đang chân kia. Yeah. Bội lắm. Rồi, ông đây cháu Duyên. Cháu tới rồi. Hả? Cháu tới rồi. Đấy, ấy. À, ông Trọng buộc dây sắt à? À đây cái nữa này. Vâng. Đây này. Đây là ông Trọng. Chuyển sang. Rồi ok. Rồi. Rồi. Các bác hãy cùng anh Đông Tí Hon chuyển hết ra ngoài các bác. Luôn à? Vâng, bắn xong là lát luôn chú ạ. Vâng. Đẹp. Vâng. Dạ. Đâu? Ai nhỉ? Ai nhỉ? Đồng Tí Hon ảnh cưới các bác ạ. Ai nhỉ? Như trai Hàn Quốc luôn nhỉ. Đây Hàn Quốc đấy. Ai nhau ai nhau ai nhau. Ảnh cưới nhìn như trai Hàn Quốc nhỉ. Nhìn lên trong sao ảnh to này. À ghép, họ ghép rồi. Ghép thôi, lấy bạn thôi. Lấy người của xong thì phóng phóng mặt anh nhau to hơn nữa. Phải không? Đẹp trai. Và tóc vuốt keo các kiểu. Đồng Tí Hon. À kìa. Đang đang ép về. Xà lên nè. Ép xong hết những cái V này, những cái kèo này thì bắn cực kỳ nhanh các bác. Đưa tô lên bắn là nhanh. Vâng. Đấy. Trời cao, núi cao, ta lắng nghe lời của đá, ta lắng nghe lời tổ tiên. Bạt ngàn nơi đây, trầm tĩnh xưa gọi mời, như tiếng vọng ngàn xưa đã tạc vào hồn thiêng của núi của sông. Ta nghe bao âm vang từ trong cao nguyên đá, ta nghe bao xôn xao từ muôn ngàn câu ca. Giữa núi rừng lấp lánh tiếng cười, những tiếng khèn sao xiến lòng ai. Mũi chân về từ khắp bốn phương, níu bước người đi lại nhớ thái nguyên quê mình. Giữa núi rừng lấp lánh tiếng cười,
những tiếng khèn sau tiếng lòng ai vui chân về từ khắp bốn phương. Milo chắc chắn là Duyên này. Ok lắng không chú Tuyết này, cần lá chống nắng không? Chú Tuyến này rất nhiệt tình các bạn, giúp anh Đông tí hon. Đấy, đây các bác xem này, buổi trưa tại nhà anh Đông tí hon. Đấy. Kèo kia, đấy, kèo và xà là anh Quân anh đã đưa hết lên rồi, ép vê vào và đưa xà lên rồi. Đẹp hết rồi. Đấy, chiều nay sẽ tiến hành là bắn. Đấy. Thì các bác sẽ đón xem vào các cái video tiếp theo của Hoàng Hiền các bác nhé. Đấy, bây giờ thì Hoàng Hiền cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả cùng toàn thể gia đình đang theo dõi trên kênh YouTube của Hoàng Hiền có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào tất cả các bác nha. Đấy, lợn anh Đông này, ăn no ngủ kỹ. Đấy, các bác yêu quý Hoàng Hiền thì các bác hãy đăng ký kênh thật mạnh để ủng hộ Hoàng Hiền các bác nhá. Các bác thả cho Hoàng Hiền xin một like, một comment, một chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Hoàng Hiền. Hoàng Hiền xin cảm ơn các bác và xin chào các bác. Đẹp quá.